Alo 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 1 2 3 4 alo alo nghe không, nghe không, nghe không, nghe không. Quyên Hồng nghe tên Lâm nghe rõ trả lời alo alo alo. Nghe nghe. Không có gì sợ hết á. Tôi vừa tách nhí của bà xuống phần âm của lòng sông thôi hiểu không? Mày bị điên hả? Mà đừng có la nữa coi. Mày đưa tao lên đi. Bây giờ bà hoảng loạn hồn vía của bà nó tùm lum tùm la là bà bị điên luôn đó. Rồi giờ phải sao? Bây giờ bình tĩnh nè, chúng ta có một nén nhang để làm nhiệm vụ. Phải tìm được vía của bé Sang. Họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Sang. Nhớ chưa? Bây giờ tìm đi. Gặp bé Sang một cái là đưa tay cho nó nắm liền. Tuyệt đối không được đưa tay cho người lạ nắm nha chưa? Nguyễn Hoài Sang. Đúng rồi. Nguyễn Hoài Sang. Nguyễn Hoài Sang. Nguyễn Hoài Sang. Nguyễn Hoài Sang. Tôi xíu tôi thử văn hồ dương cái. Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Tôi vô tình tôi đi ngang qua đây thôi. Làm gì mà chưa nắng chật mà đi ra xong đi ra đồng ngồi tụng kinh vậy? Đủ theo người ta nữa. Thì kêu tôi ra ngoài xong tôi tụng kinh cho người cũng mà không mày được chưa? Bà làm gì mà bà quậy tôi hoài vậy hả? Bà làm tôi hoài vậy? Không có công bằng chuyện làm hả? Tôi không có công bằng chuyện làm á. Không có công bằng chuyện làm mới ra đây tụng kinh á. Còn bà có công bằng chuyện làm á. Bà về bà làm công bằng chuyện làm của bà đi. Bà làm gì bà phá tôi hoài vậy? Bây giờ bà đi không? Đi Lâm ơi, bà đi không? Bây giờ bà đi không? Làm điên nữa Lâm. Bây giờ bà đi không? Bảo đi. Bà hôm nay tôi gieo mình, tôi xong cho bà vừa là tôi chết cho bà vừa làm bà mới chịu quá. Thôi. Sao? Sao phải không? Má đi con ơi, má đi.